Chào cô chú anh chị nha, em còn hai cái con máy cắt bê tông 57, 577, 757 này. Hai con này thì nó sẽ là cái loại có vạch khúc ha. Hàng này là hàng bãi về em chưa có mở động chạm nha. Hai con đều giật được hết nha, hàng thì em không có bao hết nha. Về có sao bán vậy. Thì cái loại này nó có thể dùng lưỡi 3 tấc rưỡi nè, con này có thể dùng lưỡi 3 tấc rưỡi. Hai con này nó dùng được lưỡi 3 tấc rưỡi nè mọi người. Nghe giờ còn khá là mới. Giật như mới luôn. Máy là giật được, không cứng nha. Không có lưỡi. Rồi, em bán xả với cặp này cho mọi người nha. Hàng về có sao bán dày. Thì em thấy nó khá là đủ đâu nha mọi người. Còn bên trong thì mình chưa có bung mở gì, mình chưa có kiểm tra nên bán nguyên bản, nhập về sao anh bán vậy luôn. Hai cái con này thì em sẽ xả cho mọi người 1 triệu 1,5 triệu nha. Hai con này một cặp luôn là 1,5 triệu, tính ra là có 7,5 triệu một con thôi. Phụ tùng đồ của con này thì nó cũng gọi là nó khá là giống với con cưa Shindewa nha mọi người. Con cưa Shindewa 757. Rồi em nhắc lại cái cặp này em xả cho mọi người là 1,5 triệu cả cặp luôn nha. Bán nguyên cặp nha. Về sao bán về máy thì không cứng nha.